Tim và Trương Vịnh Anh liệu còn cơ hội tái hợp? Sau gần 2 năm chính thức tan vỡ, Tim và Trương Vịnh Anh vẫn thường xuyên khiến dân tình hoang mang và tò mò mỗi khi cả hai đề cập đến chuyện tình cảm. Đặc biệt, cách đây ít ngày Tim còn chia sẻ khoảnh khắc du lịch cùng con trai, kèm một dòng trạng thái dài bàn về hạnh phúc đầy ẩn ý muốn tái hợp với vợ cũ. Dù vẫn còn thiếu một người rất quan trọng nhưng mình tin đến một lúc nào đó chúng mình sẽ lại đoàn tụ. Chia sẻ của Tim khiến dân tình đồn đoán anh đang mong muốn nói lại tình xưa với Trương Quỳnh Anh. Giữa hàng loạt ý kiến xôn xao, mới đây Trương Quỳnh Anh đã có động thái trả lời nhẹ nhàng và tinh tế. Cụ thể, nữ ca sĩ đã chia sẻ một bức ảnh khoe nhan sắc và vóc dáng ngày càng thăng hạng, đúng chuẩn phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai và không nhắc đến chuyện tình cảm. Trương Quỳnh Anh viết: 4 năm mới có một lần, nghe bảo hôm nay người ta nên cầu hôn nhau gì đó, ai tính gì tính đi, em thì chưa. Không chỉ thế, ngay ở thời điểm Tim ẩn ý muốn tái hợp, Trương Quỳnh Anh cũng bày tỏ: để gặp nhau thì cần có duyên, còn để ở bên nhau không phải cần có phận mà cần có rất nhiều cố gắng. Có thể thấy sau cuộc tình tan vỡ với Tim, Trương Quỳnh Anh đã khéo thông báo hiện tại chưa có mối tình mới và cũng quan tâm nhiều đến chuyện tình yêu. Không khó để nhận ra, hiện tại Trương Quỳnh Anh dành hết thời gian cho công việc và chăm sóc cậu nhỏ sau ly hôn. Mặc dù đường ai nấy đi, tuy nhiên Tim và Trương Quỳnh Anh vẫn dừng thời gian chăm sóc và yêu thương con trai nhỏ. Liệu cả hai có còn có cơ hội để tái hợp hay không? Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh của chúng tôi. Chúng tôi luôn mong muốn sẽ đem đến cho quý vị và các bạn những giây phút thư giãn và thoải mái. Xin đừng quên nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những tin tức mới. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tin Nghệ Sĩ.